Trước khi vào bài thì tôi sẽ nhắc lại một vòng những cái kiến thức cũ mà chúng ta đã làm quen ở cái buổi đầu của Corel. Thì trước hết là các cái đối tượng ở trong Corel thì có hai cách để tạo ra. Một là chúng ta sẽ sử dụng các cái công cụ và nhấp một cái kéo chuột là vẽ ra luôn. Đấy là dạng công cụ đặc biệt cho chúng ta những cái hình cơ bản như là hình chữ nhật này, như là hình elip này, như là các hình đa giác, hình ngôi sao và một dạng nữa tương đối đặc biệt là complex star. Thứ hai là chúng ta sẽ sau này thì chúng ta sẽ sử dụng các cái công cụ như là các nhóm công cụ pen thì chúng ta sẽ tự vẽ ra, thiết kế ra tất cả mọi thứ. Thế còn các cái đối tượng mà chúng ta vẽ ra trong Corel thì có một vấn đề mặc định, đó là khi chúng ta vẽ ra thì các đối tượng này sẽ chỉ có sẵn đường viền màu đen, bề mặt thì không có gì cả, và sau đấy thì chúng ta mới tiến hành tô màu. Khi mà chúng ta tô màu hoặc là chúng ta làm bất cứ cái gì đó thì chúng ta sẽ phải chọn đối tượng. Khi một đối tượng được chọn thì nó sẽ có đầy đủ những cái tay nắm điều khiển màu đen bao xung quanh như thế này, và chỉ khi nào mà đối tượng được chọn như thế này thì chúng ta mới thao tác, chúng ta mới tô màu hoặc chúng ta làm một cái gì đó được. Trong trường hợp mà không chọn cái gì cả mà chúng ta vẫn tiến hành thao tác thì nó sẽ hiểu rằng là cái thao tác mà chúng ta làm đó là thao tác để mà thiết lập lại cái tham số cách làm việc của Corel, ví dụ như thế. Chẳng hạn như tôi ok thì sau này bất cứ cái gì tôi vẽ ra nó cũng sẽ mang sẵn cái màu mà tôi yêu cầu, tôi thiết lập lại. Do đó nếu như mà chúng ta muốn thiết lập trả về cái chế độ gốc của Corel thì chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng gọi là xóa hủy tô đó, và lúc này chúng ta lại nhấp ok thì sau đó nó sẽ trả chúng ta về cái chế độ gốc ban đầu, tức là vẽ ra một cái đối tượng nào đó chưa có bề mặt để chúng ta sẽ chọn màu sau. Thế còn thao tác tô thì các bạn vừa mới nhìn thấy là chúng ta chỉ cần chọn đối tượng, sau đó thì chúng ta bấm vào cái ô màu nào đó mà chúng ta muốn ở phía bên tay phải của màn hình để chúng ta có thể tô màu cho nó. Ngoài ra thì hôm trước chúng ta có nói mấy cái vấn đề như sau, đó là trước khi tô màu hoặc làm một cái gì đó thì chúng ta sẽ phải chọn bằng công cụ chọn Pick Tool, và chúng ta sẽ bấm chọn đối tượng. Ngoài cái việc mà chọn một đối tượng, chúng ta có thể chọn nhiều đối tượng đó. Chọn nhiều đối tượng thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta giữ Shift, nhấn lần lượt từ từ vào các đối tượng mà chúng ta cần. Hai là chúng ta nhấp chuột ra ngoài và chúng ta giữ chuột kéo một cái vùng chọn như thế này để chọn những cái đối tượng mà chúng ta cần. Khi nào mà cái vùng chọn này mà nó bao toàn bộ lấy các đối tượng được chọn thì chúng ta sẽ chọn được nó. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta chỉ chạm vào thôi, hoặc là chúng ta bao nhưng mà bao không hết, thì đối tượng nào bao không hết thì sẽ không được chọn. Đó. Một trường hợp nữa là chúng ta sẽ nhấn phím An. Khi nhấn phím An thì chỉ cần vẽ ra vùng chọn như thế này và chạm vào đối tượng thôi, không cần bao hết thì nó cũng có thể lấy được. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta lại cần loại bỏ bớt một cái đối tượng nào đó ở trong cái nhóm như thế này chẳng hạn. Cách vẽ như thế này thì rất nhanh nhưng mà nó sẽ lấy phải những đối tượng mà chúng ta không cần. Ví dụ như là đối tượng màu xanh này chẳng hạn. Tôi không cần nó thì tôi sẽ sử dụng một cái phương pháp là công cụ Freehand Pick, đó. Chúng ta chuyển sang công cụ này, chúng ta nhấp chuột, chúng ta vẽ, chạm vào những cái đối tượng mà chúng ta cần. Sau đó thì chúng ta vẽ theo cái kiểu lách qua như thế này. Đồng thời trong lúc vẽ chúng ta nhấn giữ phím A để cho nó đánh dấu vào những cái đối tượng mà chúng ta muốn chọn. Và sau khi mà chúng ta lách qua như thế này thì rõ ràng là chúng ta có thể chọn được các cái đối tượng mà chúng ta cần, nhưng loại bỏ được cái đối tượng mà chúng ta không mong muốn. Thế đấy là thao tác chọn nhiều đối tượng đó, và lách qua, bỏ qua một đối tượng nào đó. Tuy nhiên cái cách này vẽ thì nó hơi mất thời giờ, cho nên đôi khi người ta sẽ chọn theo cái phương pháp là chọn hết đi thì chọn tất cả đúng không? Sau đó thì muốn loại bỏ bớt một đối tượng nào không mong muốn ra khỏi cái nhóm này thì chúng ta sẽ giữ Shift, chúng ta kích vào cái đối tượng mà chúng ta muốn loại bỏ thì chúng ta cũng sẽ loại nó ra khỏi nhóm. Thế đấy là phương pháp lựa chọn đúng không? Tiếp theo nữa thì chúng ta còn trao đổi, hôm trước là chúng ta còn trao đổi về mấy cái thao tác cơ bản. Khi mà chúng ta chọn một đối tượng rồi thì chúng ta có thể làm những cái gì với công cụ Quick. Đây tôi sẽ nhắc lại rất nhanh.
Một là chọn, đó, chỉ cần kích vào nó thôi. Hai là chọn rồi thì chúng ta nhấp chuột, chúng ta kéo nó sang vị trí khác. Đấy là thao tác dịch chuyển đối tượng. Ba là dịch chuyển và đồng thời nhân bản luôn. Trong quá trình dịch chuyển thì chúng ta kéo đối tượng sang một vị trí mới, sau đó thì không nhả phím trái chuột và bấm phím phải chuột một cái thì chúng ta sẽ nhân bản được đối tượng ở vị trí mới. Đấy là thao tác vừa dịch chuyển vừa nhân bản đối tượng. Thứ tư nữa là các thao tác transform, trong đó thì chúng ta có thể thay đổi kích thước, đó, thay đổi kích thước theo chiều ngang, thay đổi kích thước theo chiều dọc, hoặc là thay đổi cùng một lúc cả hai kích thước chiều ngang chiều dọc. Điều đặc biệt là trong Corel chúng ta chỉ phải nhấp vào cái điểm ở góc và kéo thì nó đồng thời sẽ kéo cả hai, và nó cũng đồng thời là giữ được cái tỷ lệ giữa hai cạnh mà không bị méo. Trong khi tất cả những cái cách thao tác như này nếu mà chúng ta làm ở chương trình ở họ nhà Adobe thì chúng ta phải giữ thêm ship, Corel thì không cần phải giữ, tự nó sẽ bảo toàn cái tỷ lệ giữa hai cạnh. Tiếp nữa thì chúng ta có thao tác là quay này, thì chúng ta chọn một đối tượng, sau đó kích chuột thêm một lần nữa vào đối tượng thì nó sẽ chuyển đổi sang thành các mũi tên hai chiều. Bằng cách là bấm vào các mũi tên hai chiều ở góc thì chúng ta có thể quay được đối tượng theo hướng chúng ta muốn. Tâm quay của đối tượng là vòng tròn ở đây, chúng ta có thể dịch chuyển nó bên trong đối tượng hoặc chúng ta có thể đưa nó ra ngoài đối tượng. Và tâm quay thiết lập ở đâu thì đối tượng sẽ nhận lệnh quay từ đó. Ngoài ra chúng ta còn bấm vào những mũi tên hai chiều nằm ở cạnh thì chúng ta có thể xô nghiêng đối tượng. Trong cái quá trình mà chúng ta xoay hoặc lật mà chúng ta giữ phím Control thì nó sẽ giúp chúng ta cưỡng bức cái góc quay là chỉ xoay theo cái con số là 15 độ một lần di chuyển như thế này. Kéo xiên cũng vậy, giữ Control thì mỗi một lần kéo thì nó cũng lệch đi 15 độ. Trong cái quá trình mà chúng ta thao tác với các lệnh transform, nếu như chúng ta giữ phím shift thì chúng ta sẽ có được cái thao tác tương tác, có nghĩa là kéo một đầu này thì đầu kia sẽ chịu tác động tương tự nhưng ngược chiều. Thế còn nếu mà kéo ở góc thì nó sẽ tác động tới cả bốn góc cùng một lần luôn và co duỗi từ tâm chứ không phải từ một góc. Ngoài ra thì chúng ta còn có thao tác lật. Lật thì chúng ta chỉ cần bấm vào một điểm điều khiển, sau đó thì kéo xuyên của đối tượng sang hướng bên kia. Tuy nhiên nếu mà muốn lật mà bảo toàn được cái tỷ lệ và kích thước thì chúng ta giữ phím Control trong lúc lật thì chúng ta sẽ lật được đối tượng và giữ được nguyên cái tỷ lệ lẫn kích thước gốc của nó. Thế đấy là những cái thao tác cơ bản gốc ban đầu và những cái gì mà quan trọng nhất buổi hôm trước chúng ta đã nói đó. Thế và chúng ta còn có thêm một vài cái lệnh nữa chúng ta có thể hỗ trợ ở trên thanh property. Ví dụ như quay có góc bao nhiêu thì chúng ta đánh một con số cụ thể vào đây thì nó sẽ quay cái đối tượng theo cái số chính xác. Chúng ta muốn lật theo chiều đứng, lật theo chiều ngang thì chúng ta có thể hỗ trợ ở trên thanh property. Tất nhiên là lật bằng lệnh thì nó khác với lại lật bằng thao tác thủ công của chúng ta vừa rồi đó. Nó sẽ lật ngay tại cái trục của đối tượng thôi chứ nó sẽ không lật qua cạnh giống như là chúng ta lật bằng công cụ đây, đúng không? Nó chỉ lật theo cái trục, còn chúng ta lật là lật theo một cạnh và nó rời ra khỏi cái vị trí gốc của nó. Thì đấy là thao tác lật hoặc xoay được hỗ trợ ở trên thanh property. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái vấn đề nữa là cái nút offset là cái quãng mà đối tượng sẽ được di dịch nếu như mà chúng ta sử dụng bàn phím đó. Tôi cho một con số mới vào đây, sau đó thì tôi chọn đối tượng và bằng cách là bấm phím mũi tên sang phải, sang trái, lên trên hay xuống dưới thì tôi sẽ dịch được cái đối tượng đi quãng đường chính xác đúng như những gì mà chúng ta đã thiết lập ở trên thanh property. Tất nhiên để hiện ra cái này thì chúng ta cần phải bấm vào một cái chỗ trống, không chọn cái gì thì nó mới hiện ra cái này. Ngoài ra thì đây là duplicate thì nó sẽ giúp chúng ta nhân bản một đối tượng. Khi chúng ta nhấn Ctrl D thì nó sẽ tạo ra bản sao của đối tượng và đặt lệch đi một chút so với cái đối tượng gốc. Muốn đối tượng bản sao lệch đi bao nhiêu so với đối tượng gốc thì chúng ta điền cụ thể vào đây
nó sẽ dịch đi theo cả chiều y hoặc chiều x theo cái giá trị mà chúng ta thiết lập vào đây. Ngoài ra thì còn có một cái lệnh tương đối đặc biệt, đó là lệnh clone. Lệnh clone thì nó sẽ tạo ra một cái bản sao, và bản sao này thì giữ mối liên hệ với lại bản chính. Khi mà chúng ta nhân bản bằng bản sao với lệnh clone thì bản chính thay đổi như thế nào thì bản sao cũng sẽ thay đổi theo như thế. Bản chính xoay như thế nào hay bản chính làm cái gì thì bản sao sẽ chịu cái tác động y hệt như thế. Tuy nhiên, nếu mà tôi bấm vào bản sao mà tôi thực hiện thay đổi thì lúc này cái mối quan hệ nó sẽ bị ngắt đứt. Chúng ta thay đổi cái thuộc tính nào của đối tượng con thì cái thao tác đó nó sẽ không còn liên quan đến đối tượng mẹ nữa. Ví dụ xoay, chúng ta vẫn chưa đụng tới, thì đối tượng mẹ xoay thế nào thì đối tượng con xoay theo như thế. Còn đối tượng con, nếu như bây giờ tôi cũng lại cho nó xoay trước thì bây giờ đối tượng mẹ xoay cũng không dính dáng tới đối tượng con, ví dụ như thế. Thế thì đấy là những gì mà chúng ta đã trao đổi từ buổi hôm trước đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu sang những cái vấn đề mới.